các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình thi lên đai xanh Q5. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết cái chương trình thi lên đai, sau đó thì chúng tôi sẽ có thời gian thì chúng tôi sẽ dạy kỹ lại các kỹ thuật cơ bản, các bài quyền, phân thế các bài quyền. Nói chung là thời gian cho phép thì chúng tôi sẽ làm rất nhiều thứ, mong muốn nhiều thứ, nhưng vấn đề là công việc, nếu mà công việc sắp xếp được thì chúng tôi sẽ làm để giúp cho những người yêu thích võ thuật, muốn tập võ, có thời gian, có tư liệu để chúng ta nghiên cứu. Hiện tại thì rất nhiều huấn luyện viên kêu rằng cái tài liệu của Liên đoàn Karate Shotokan quốc tế nó bị mờ quá. Ở đây chúng ta thấy là nó có cả tiếng Nhật, tiếng Anh nhưng mà nó rất là mờ. Nên là có một số cái thì không đọc được. Đó, chính vì thế cho nên là kỹ thuật thì một số huấn luyện viên làm nó không đúng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn để chúng ta có thể làm cho nó đúng. Tài liệu nó dễ, chứ không phải có một số huấn luyện viên thậm chí không có tài liệu còn phải đến huấn luyện viên khác lừa để lấy giáo án. Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho quý vị các bạn, không cần phải đi lừa nhau để lấy giáo án. Nên giáo án thì chúng tôi sẽ cung cấp để chúng ta xem, chúng ta tập cho nó chuẩn. Bây giờ trước hết chúng ta sẽ chào tập. Thì theo thông lệ chúng ta sẽ khởi động. Khởi động thì chúng ta nên nhìn lại những cái nội dung khởi động của những cái buổi tập trước. Tự học võ ở nhà, dạy võ trực tuyến hoặc là dạy võ cấp tốc của chúng tôi. Để không mất thời gian của quý vị thì chúng tôi sẽ không hướng dẫn khởi động lại nữa. Anh Hưng, anh Hải tự khởi động đi, xong đó thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Nhờ chúng ta, anh Hưng sẽ tự khởi động đi, chúng ta sẽ chào tập. Em kiểm tra máy xem phát chứ. Bình yêu động. Khởi động, tự khởi động nhé, mọi người tự khởi động. Chủ yếu là anh Hưng, anh Hải rất là khởi động rồi đúng không? Ta càng chia sẻ cho nhiều người xem thì chúng tôi càng có hứng thú để có thể dạy cho quý vị các bạn nó chú đáo hơn. Càng ít người xem thì càng nó mất hứng thú, cho nên là ai mà lâu nay vẫn theo dõi thì chúng ta cố gắng chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thì trước đây chúng tôi có dạy một thời gian nhưng mà cái số người theo dõi trực tiếp nó không nhiều nên chúng tôi ngừng, cũng vì thứ nhất là cũng không, cái thời điểm đó nó không nhiều người xem lắm, thứ hai là chúng tôi cũng bận nên chúng tôi đã ngừng. Và hôm nay thì sắp xếp được công việc rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Đầu tiên là kỹ thuật cơ bản. Kỹ thuật cơ bản của đai xanh Q4 Karate Shotokan sẽ gồm có 12 kỹ thuật. Kỹ thuật đầu tiên Jodan, Chudan, Jodan. Chuẩn bị. Anh Hải làm thôi, anh Hưng đưa khởi động đi. Kỹ thuật 1, bắt đầu. Nếu mình đánh làm sư. Đúng. Nha. Sư. Nha. Từ từ đòn 1 nhưng mà mạnh. Sư. Không phải, chân kia chứ. Bước nữa. Hả? Bước nữa. Bước nữa. Không cần vội mà đòn nào dứt điểm nào đấy mạnh có lực. Kỹ thuật tiếp theo chu đan, giao đan, chu đan. Từ em không phải vội, nghĩa là đấm trung đẳng, đấm cao và đấm trung đẳng, đó là trung cao trung. Kỹ thuật này ở tấn gen quốc xua chi, tiếng Việt gọi là đinh tấn. Bắt đầu. Kỹ thuật thứ ba Genanmarai Zakuzuki, nghĩa là gạt hạ đẳng và đấm vịnh. Kỹ thuật này cũng ở tấn Genbutsuochi. Bắt đầu. Sư.
Kỹ thuật thứ tư, Ageoke Sakuzuki. Kỹ thuật này cũng ở tấn Yagutsubachi. Bắt đầu. Kỹ thuật thứ năm, Suto Ideoke Sakuzuki. Vì thầy nói từ kỹ thuật 1 cho nên em không phải bổ bài. Đầu làm dứt điểm này, không một vội vàng gì hết. Bắt đầu. Xin. Kỹ thuật thứ 6, Uchiuke Zakuzuki, nghĩa là đỡ trong ra và đấm nghịch. Nếu mà thầy nói thiếu cho tiếng Việt thì hãy nói bổ sung vào đi đừng, bởi vì đang phải chi phối cả máy quay như thế này, cứ đứng ngoài như thế. Lúc nãy nói bị thiếu tiếng Việt đấy. Bắt đầu. Sơn. Kỹ thuật thứ 7, Yokogiri Ebiuchi, nghĩa là đá ngang và trỏ vuông. Bắt đầu. Kỹ thuật thứ 8, kỹ thuật này cũng giống như kỹ thuật thứ 7 nhưng mà nó khác ở chỗ là tấn Kibayashi và trỏ Ebiuchi. Bắt đầu. Six. Kỹ thuật thứ 9, Yaku Mawashiri Zengutsuachi, có nghĩa là đá vòng cầu ngược ở tấn Zengutsuachi. Bắt đầu. Không có ngược. Yeah. Kỹ thuật thứ 10, Yaku Mawashiri nhưng mà ở tấn Kibayashi. Bắt đầu. Yaku. Yaku em nghiêng hẳn hết người, úp hẳn rõ chân lên. Kỹ thuật thứ 11, Chudan Moiri Yodan Mawashiri, có nghĩa là đá trung đẳng đòn Moiri và đá thượng đẳng đòn Mawashiri, nghĩa là đá bọc cầu. Bắt đầu. Đá rõ đòn Moiri lại đá như thế. Đúng rồi, đá mai ghi rõ ràng. Six. Thì đây nó giải thích rõ ràng là chu đang mai ghi chứ không phải là đá kim ghi, chúng ta phải đá rõ ràng. Kỹ thuật cuối cùng, chu đang mai ghi Yonan Mawashigiri Yakuzuki, thực hiện hai hòn đá sau đó thì đấm nghịch ở tầng Zenkutsuachi. Nghĩa là chúng ta sẽ đá đòn trung đẳng, đá thẳng và đá đòn vòng cầu, mang vòng cầu ở thượng đẳng và sau đó là đấm nghịch ở tấn Zen. Bắt đầu. Phải nói gì không? Không biết. Quay đủ phục vụ cho ấy xanh nguyên nhất họ không giấu.
Bây giờ anh ra để làm hướng dẫn lại 12 cái kỹ thuật các bạn. Quay xuống dưới. Quay xuống đây xuống dưới. Quay xuống dưới. Anh Hải đứng ở ngoài các cái máy nhưng anh cần gì để anh gọi vào. Tôi tập chậm lại 12 tập cơ bản để chúng ta nhìn nó rõ hơn và nó dễ tập hơn nhé. Không cần phải đi ngủ. Tôi sẽ thực hiện 3 bước hay 5 bước như chương trình thi của chúng ta. Tôi tập chậm 3 bước để các bạn dễ quan sát hơn. Thực tập thứ nhất. Các bạn thực hiện hạ 3 cú đấm Jordan, Jordan, Jordan. Thực hiện Jordan, Jordan, Jordan. Và khi trỏ thì chúng ta lại trỏ
tấn nhanh. Kỹ thuật thứ 8 bạn lưu ý là khi lướt chân các bạn lên chân nhanh ở sau. Khi trỏ thì các bạn vẫn thực hiện ở tấn nhanh, sau đó các bạn giật về tấn kỳ ba chi. Kỹ thuật thứ 8 là kỹ thuật quay về, nhưng mà anh Hưng đang quay lên đây để chúng ta nhìn cho nó rõ kỹ thuật như nào. Các bạn để ý là khi ở kỹ thuật này người ta gọi là lướt tấn kỳ ba chi, và lướt các bạn hiểu là lướt là phải nhanh, giống như các bạn lướt thuyền thì nó nhanh thì gọi là lướt. Các bạn đừng đi này chậm, khi lướt thì các bạn đặt nhanh chân lên đấy. Nên là cái chân sau chạm thì chân trước phải đi lên, chứ không phải là chân sau chưa chạm mà chân trước đã lên. Bạn để ý đây này, chân sau chúng ta lướt lên. Đấy là kỹ thuật thứ 8. Chân sau chân trước, không phải em lướt lại đi. Em lướt lại bởi vì những người mới tập người ta sẽ không thấy rõ cái chân em đưa lên đặt lại. Đó, dừng lại đấy, rồi, đó, xong đã. Đó, nó là như vậy. Đó là chúng ta lướt chân sau qua gót của chân trước, phía sau. Chứ không phải là lướt trước, đây là kỹ thuật lướt ở phía sau. Đấy, bạn là sao? Vì những ai đã tập rồi thì rất đơn giản, chỉ cần nhìn lại đó là người ta làm được ngay. Những ai chưa từng tập thì phải hướng dẫn kỹ thì người ta mới hiểu được cái đó, nó được tránh bị sai. Kỹ thuật thứ 9 là Yakuma Watsugiri Gen Kutsuwachi, có nghĩa là ná vòng cầu ngược, nhưng mà ở tấn gen. Bạn lưu ý là tất cả ở cái đòn đá vòng cầu ngược thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng cho cái đòn đá cầu đạo. Chúng ta rất ít khi mà thực hiện ở tầm trung đẳng, thì thực hiện tầm trung đẳng nó không có tác dụng. Thì khi bạn thực hiện là các bạn cố gắng đánh chân cao lên, giật về. Cái vòng cầu ngược anh Hải ra đây để nhưng hướng dẫn cái vòng cầu ngược. Vòng cầu ngược có nghĩa là đá bằng lòng bàn chân hoặc bằng gót chân, chứ không phải là vòng cầu ngược. Thì là đấy, thì chúng ta hình dung vòng cầu thuận là đá bằng lưng bàn chân. Ở đây nhá, thì nếu như vòng cầu thuận thì ở bên chân phải của tôi sẽ đá vào bên trái của đối phương, đấy là thuận chiều đi thôi, là thuận cái chiều mình đi dưới lên phải. Còn nếu trong trường hợp của mình thì sẽ đá ngược lại cái phần này, sẽ thực hiện ngược lại cái phần này thì chúng ta đi ngược bên này lên, xong giật chân lên đấy. Thì chúng ta có thể dùng lòng bàn chân, thì đấu chúng ta dùng bằng lòng bàn chân thì để không vi phạm cái luật. Và lại trong thực tế thì các bạn cũng có thể dùng bằng gót chân đặt về. Cái đòn này nếu mà đá bằng gót chân rất là nguy hiểm, có thể gây chấn thương nặng cho đối phương, thậm chí là chết người, nên là gãy răng hay huyết của chuyện bình thường. Nên là để an toàn thì người ta sẽ đá bằng lòng bàn chân thì nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn bằng gót chân. Khi thực hiện các bạn thì chân co lên co kết hợp lực xoay và lực giật của chân để bảo đá của mình. Đấy là đòn đá Yakuma Watsugiri. Nếu mà đá gót chân thì sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Tiếp tục là ở cái kỹ thuật thứ 11 là kỹ thuật đá Chudan Maigiri và Zodan Watsugiri. Các bạn để ý khi chúng ta thực hiện kỹ thuật, chúng ta đá ra giật về. Đó là khi đá này chân thủ chúng ta hoàn toàn đứng yên, chúng ta chưa có xoay gót, chưa có làm gì hết. Đấy, lúc đứng tấn như thế nào thì khi chúng ta thực hiện còn đạo. Kỹ thuật thứ 10 là Yakuma Watsugiri nhưng mà ở tấn kỳ 3. Lúc nãy chưa nói ở tấn kỳ 3. Kỹ thuật 10 thì chúng ta thực hiện cái đòn đá nghịch trên bộ tấn kỳ 3, thì thay vì chúng ta thực hiện bằng tấn gen này. Ở tấn gen chúng ta thực hiện ở cái khoảng cách gần này thôi. Đấy, là khoảng cách gần. Còn trong trường hợp chúng ta đứng xa đối phương này mà chúng ta đã muốn đánh lên mặt của đối phương thì chúng ta sử dụng kỹ thuật thứ 10, chúng ta lướt. Đấy, như vậy thì chúng ta đưa cái khoảng cách cơ thể của mình và đi nhanh hơn, và đá từ xa đối phương này nếu chúng ta thực hiện con đá này chúng ta không tới được, đá nghịch chúng ta không tới. Nếu đá bằng tấn gen thì chúng ta sẽ sử dụng bằng một phần tấn kila chi, nó lướt sẽ tới được đối phương. À, thì các bạn lưu ý là kỹ thuật thứ 10 là chúng ta thực hiện trong trường hợp là mình và đối phương khoảng cách nó xa. Và kỹ thuật thứ 11, các bạn lưu ý khi thực hiện đòn đá thứ nhất, có nghĩa là chúng ta thực hiện hai đòn đá cùng một chân, nên khi chúng ta thực hiện kỹ thuật thứ nhất, chân trụ chúng ta hoàn toàn giữ nguyên,
Thực hiện cái con thứ hai chúng ta mới xoay chân và đồng thời bật cái chân chân đa kho của mình ra để chúng ta thực hiện cái đá mắc xin luôn. Đấy, đặt xuống. Chú ý là khi chúng ta thực hiện cái chân này nó không có xoay, chân trụ nó không xoay, có giữ nguyên chân trụ nhất con đá mới xoay. Đấy, tiếp đúng vậy. Là đá thẳng thì không có xoay, mà đá bầu cầu nó xoay. Đó là đòn kỹ thuật thứ 11, kỹ thuật thứ 12 chúng ta chỉ được thêm một đòn đấm nghịch. Và nghĩa là sau khi hai đòn đá xong, chúng ta thực hiện thêm một kỹ thuật đấm ra đơn vị. Là kỹ thuật thứ 12. Bạn đá 1, 2, đặt xuống. Các bạn lưu ý là khi thực hiện kỹ thuật tiếp theo, vẫn giữ nguyên cái tay đấm này. Đó đá. Đây. Đấy. Đó, đó là 12 kỹ thuật cơ bản. Tôi có một số cái lưu ý đối với các bạn tập cái chương trình này nó là như thế. Thì các bạn cố gắng nắm bắt để tập cho nó chuẩn. Giờ phân thế ra một vài kỹ thuật trong huấn luyện này, giải thích lại cho các em tác dụng của một số kỹ thuật này, bởi vì có một số người mà người ta chưa tập nhiều, các em chưa tập nhiều thì người ta cần phải nắm lại. Bất kỳ đòn nào mà anh Minh thấy cần phải phân tích lại thì có phân tích. Có thể đỡ cao nghịch hay đỡ ngoài vào gì đó cũng được, vấn đề gì thì không phải là ai người ta cũng biết võ vào được. Ở đây thì tôi nói lại kỹ thuật thứ 3, thứ 4, 5, thứ 6. Ở đây có 4 kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là gạt hạ đóng nghịch. Kỹ thuật thứ 2 là đỡ cao đóng nghịch. Kỹ thuật thứ 3 đó là vào đóng nghịch. Và kỹ thuật thứ 4 là đỡ trong ra đóng nghịch. Thì ở đây nó có kỹ thuật 3 kỹ thuật là dùng cho tất cả các đòn đánh và phần trung đẳng. Kỹ thuật thứ nhất là ghi đan marai. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật Sudo DP, phần đỡ ngoài vào. Và kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật UCP, phần đỡ trong ra. Thì ba kỹ thuật này đều khống chế những đòn đánh vào phần trung đẳng của mình. Ví dụ ở cái trường hợp đối phương tấn công bằng một đòn đá may vào phần trung đẳng, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật Gedanai để các bạn hình phần đỡ vào. Bằng một động tác di chuyển tấn và một kỹ thuật gạt, có nghĩa là chúng ta đừng có di chuyển thẳng so với đối phương, đi hơi chéo đi để chúng ta giảm bớt cái lực đỡ tay vào. Đấy, gạt cái tay của cái chân của đối phương băng ra và chúng ta phản hòa vào phần chân thiểu đối phương. Phản hòa luôn rồi mới dừng cái từ phản trong này. Không ngừng ngắt được, nhưng một số giáo viên dạy thì hay ngừng ngắt được, nó luôn phản đòn luôn. Ok, là cái kỹ thuật ghế đam rai thì nó sử dụng ở có thể là đòn đánh và phần trung đẳng và phần đơn đỡ đòn đạn. Kỹ thuật một đòn đỡ cũng có nghĩa là trong trường hợp đối phương sử dụng cái đòn đá vòng cầu thì chúng ta sử dụng cái phần nào? Vòng cầu và phần trung đẳng. Thì lúc này các bạn sử dụng cái kỹ thuật đỡ ngoài vào cũng được, mà gạt cũng được. Đấy, tớ sử dụng cái kỹ thuật đỡ ngoài vào. Đấy, chúng ta đỡ ăn cái chân đối phương ra phản đòn. Đấy, có nghĩa là sau khi nó khống chế được đòn này đối phương thì rồi thì có nghĩa là chúng ta có rất nhiều đòn để phản. Đây là chúng ta tấn công được rất nhiều, vì là khi đỡ được đòn này rồi phần hở của đối phương rất là nhiều. Đó, chúng ta có thể đánh rất là nhiều đòn phản vào đó. Như vậy thì trong trường hợp mà đối phương nó không tấn công vào phần trung đẳng mà nó tấn công vào phần thượng đẳng thì chúng ta lại không thể sử dụng ba kỹ thuật vừa rồi được. Nếu như mà nó đánh vào phần thượng đẳng thì chúng ta cũng sudo dk thì nó đấm cái mặt, nên lúc này nó đánh vào phần thượng đẳng thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật agk. Đây, kỹ thuật này và đối phương đánh vào mặt này thì chúng ta sử dụng kỹ thuật đỡ cao như thế nào, mình phát tay ra mà đó. Chúng ta không thể đỡ ngoài vào được, đánh thượng đẳng mà đỡ ngoài vào thì thôi, không phải đỡ là gì nữa cả.
cái mặt của mình tết rồi. Đấy, đấy là cái phần gì đó. Cơ bản thì tôi có một số lưu ý và phân tích cho bạn để bạn để ý vậy. Đây là cái đoạn tôi sẽ nói lại một số cái đoạn định thời gian cầm cái máy này, cầm để ý vào máy đang quay đấy, không được cái tớp ngang cái em đưa ra máy như thế đâu. Anh Hải, ra là cái đoạn này chúng ta lưu ý là không phải là nó chỉ có anh vào đó mà, có nghĩa là ở đó mà, nghĩa là chúng ta phải giải thích một cách nhanh chóng để khi mà nhiều cái đối tượng xem vào nhá, anh có mấy cách này, vào tiếp, vào đó, có nhiều cách, cái tay anh này bồ hôn của anh hoặc nữa là cái chương trình thiên đại là vào. Các cái đòn mà chúng ta tập nó, các kỹ thuật chúng ta phải giải thích được nó là như vậy. Ví dụ như đấm chu đan, đúng không ạ? Chu đan đấm này, vượt ra, đó là trượt tay lên luôn. Cái kỹ thuật của chúng ta nó phải rõ ràng như thế. Vượt ra, thì những cái đấy là chúng ta phải nói nhanh vì nó phải nhiều cái đối tượng chứ không phải một đối tượng, vì không phải là chúng ta hướng dẫn theo kiểu mà tập phong trào của người khác. Ta tiếp tục, chúng ta chuẩn bị cho ba bài quyền. Như vậy là kỹ thuật cơ bản chúng ta sẽ gồm có 12 kỹ thuật như thế. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện ba bài quyền. Anh Hải chuẩn bị. Yeah.